Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Arcana Tactics. Thì hôm nay ta cùng nhau đến một chút với cái chế độ xâm lược trong cái game này nhá. Thì ở trong game này ở đây có một chế độ gọi là chế độ xâm lược. Ở đây nó sẽ có rất nhiều con boss ở đây. Nhưng nói chung là mỗi lần nó chỉ ra khoảng tầm 3 con boss. 3 con boss và level boss có thể khác nhau. Ví dụ con này đang ở level 2, con này đang ở level 2 và con bên cạnh này đang ở level 1 đúng không nhỉ? Cái level có thể dao động từ 1 đến 3, thậm chí về sau có thể tăng hơn tùy từng thời điểm khác nhau của game. Nhưng lại khá một chút cho 3 con boss với các level khác nhau để các bạn có thể chiến đấu đánh nó. Thì với con boss này ở đây thì ngày trước mình đi qua con boss rất lâu. Nhưng mà tuy nhiên là vì vấn đề là ngày xưa ấy thì con boss nó chết khá là sớm. Nên thành ra nhiều khi chưa kịp quay đã chết mất rồi. Tại vì mình chơi đấy đam mình nó bé mà cắt tốt đam to, vài bạn đánh vài nhát nó chết rất là nhanh. Thành ra quay video cực kỳ khó. Nhưng mà được rồi, trong cái phiên bản update vừa rồi đã cải thiện một chút thì có vẻ như bây giờ mình thấy là boss đã chết chậm hơn, tức là mình có thể tham gia boss được. Ngày xưa bạn thấy con boss lóe sáng bạn vào ấn không đánh được, tại đôi khi nó chết sớm quá. Còn ngày nay bắt đầu có thể đánh một chút rồi. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của cái video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì như vậy ở đây thì đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn một chút ở đây là với con boss ấy. Thì các bạn phải chú ý cho mình một chút là nó sẽ có các khung giờ như sau. Tại vì ở đây không phải cứ lúc nào cũng đúng một giờ sẽ có đâu, mà sẽ có nhiều khung giờ ứng từng ngày. Ví dụ như ở đây hiện tại có cái lịch như sau. Thứ hai thì boss sẽ diễn ra lúc 22 giờ. Thứ ba diễn ra lúc 10 giờ và 17 giờ. Thứ tư diễn ra lúc 22 giờ. Thứ năm diễn ra vào lúc 10 giờ 17 giờ. Thứ sáu diễn ra lúc 22 giờ. Thứ bảy diễn ra lúc 10 giờ 17 giờ và 22 giờ. Và chủ nhật nó diễn ra lúc 10 giờ và 17 giờ. Và như vậy mà thế phần lớn sẽ đánh trong cái kiểu thứ hai, thứ tư, thứ sáu sẽ đều đánh lúc 22 giờ tối, không là 10 giờ tối đấy. Còn thứ ba, thứ năm, thứ như vậy chủ nhật sẽ đánh lúc 10 giờ và 17 giờ. Riêng chủ nhật là đánh cả 3 khung giờ 10 giờ, 17 giờ, 22 giờ. Thì bạn phải chú ý cái khung giờ đó để căn boss nhé, chứ không phải cứ vào một giờ đánh là có đâu, mà sẽ tùy thời điểm. Và thường lúc nào có boss thì hiển thị cái màu nó sẽ lóe sáng một tí ta phát hiện ra. Nhưng tốt nhất là chú ý khung giờ để đánh. Và ngày xưa boss chết sớm thì phải đánh gấp, còn bây giờ boss nó chết chậm thì cơ bản mà thoải mái đánh thôi. Thì với con boss ở đây thì bạn cũng để ý một chút là boss nó đánh ở đây, nói chung là trong thời gian mà nó có cái thời gian đồng hồ đếm ngược này, chỉ cần trong thời gian boss còn sống thì bạn đánh bao nhiêu lần cũng được. Mỗi lần nó sẽ tiêu của bạn ở đây là 50 cái lực, 50 lực của bạn. Ví dụ mình vào đánh con này nhé, thì nó sẽ tiêu bạn là 50 lực một lần đánh. Bạn được đánh vô số lần, miễn sao là còn thời gian đánh và boss nó còn sống. Còn nếu boss nó chết rồi hay hết thời gian rồi, bạn không được quyền đánh là điều đương nhiên rồi. Và trong quá trình đánh ấy, nó sẽ trừ bạn, nếu giả sử đang đánh mà boss nó chết, bạn sẽ không bị trừ lực, đúng không nhỉ? Nhưng mà thường đấy chỉ xảy ra ngày xưa thôi, còn bây giờ phần lớn là boss sẽ cho bạn đánh kịp giờ thôi, trừ khi bạn vào quá muộn. Còn nếu bạn vào sớm gần như không xảy ra trường hợp đó. Thì nói chung ở đấy thì mỗi lần sẽ mất đi 50 lực của bạn, số lực khá là nhiều, bạn chú ý nhé. Nếu bạn là người từng đánh một con boss rồi, ví dụ mình đã từng đánh qua con xâm lược thần kiếm ấy, mình muốn vào đánh tiếp thì mình phải nhận quà nó trước khi đánh nhá. Phần thưởng có nhiều mức phần thưởng tùy theo cái lượng đam bạn gây ra được. Đam càng to thì thưởng nó càng ngon, bạn cứ hiểu nôm na như thế. Tất nhiên phần thưởng có yếu tố cũng random thôi, nhưng mà tuy nhiên là đam càng to thưởng càng lớn. Ví dụ giờ mình muốn vào đánh con thần kiếm thì phải nhận cái hộp quà nó đỏ này trước. Hộp quà thể nhiều màu khác nhau tùy theo cái mức độ sát thương bạn gây ra nhé. Còn nếu giờ ấn vào luôn bạn thấy là sẽ không đánh được không? Nhưng mình ấn nhận xong hộp quà này mất đi này, cái quà được chuyển về trong cái chỗ cái túi đồ của mình. Thì bắt đầu bây giờ cái chỗ này bắt đầu hiện dấu hỏi chấm, bắt đầu sẽ đánh được, ấn vào chữ sẵn sàng này. Sau đó ở đây bạn để ý chút ở đây là các con boss nó sẽ có những con tướng bị cấm. Ví dụ ở đây nó cấm con Salamander, cấm con nữ man nhân, con quạ đen. Thì bạn phải chú ý như vậy để bạn biết xem là cái đội hình mà định xếp ấy có đánh được con boss hay không, đúng không nhỉ? Thế còn nếu bây giờ bạn giả sử muốn đánh một cái đội hình nó liên quan con quạ đen thì chắc chắn không ghép được, vì con quạ đen nó bị cấm. Cấm tức là không ghép được. Nên ra bạn chú ý vấn đề đó để bạn đánh cho hợp lý nhé. Còn đây thông tin phần thưởng đây sẽ là cái linh thạch liên quan đến con thần kiếm, đấy con boss đặc biệt. Cái con này chỉ có thể đánh trong boss với kiếm và nhé, cái con trong boss trong này chỉ có thể đánh boss với kiếm được. Còn khi mà farm binh ngoài map thường thường sẽ không ra đâu. Mà tất nhiên là kiếm này cũng là kiếm cái hộp quán sẽ là random thôi. Chỉ qua cái hộp cao và tỷ lệ ra thành công con sẽ cao hơn thôi. Và một số phần thưởng khác ví dụ như đây là giáp hư không, một số cái vật phẩm và tí vàng với lại kim cương. Nói chung là cũng khá khá vàng đấy. Thì bạn chú ý vậy. Đây là một số thông tin tác động đến boss. Nhưng mà nói chung ở đây thì mình các bạn đội hình boss thì tùy các bạn xây dựng đội hình nào đam chính các bạn đánh thôi. Miễn sao trong cái đam chính của bạn nó không liên quan đến mấy con bị cấm là được. Còn đây mình thì ghép hơi ngu thì ra mình sẽ ghép tặng con hải tặc đánh là đam chính. Là con hải tặc. Tất nhiên là hải tặc của mình chưa mở được hai ô cổ vật đâu. Mình đang dùng một ô cổ vật thôi. Nhưng mà ít nhất mình đánh tạm tạm đấy thì cái đam cơ bản. Thì thường đam khoảng tầm 500k là đẹp. 500k trở lên là đẹp, càng to càng tốt, nhưng tối thiểu khoảng tầm 500k đánh sẽ hợp lý nhé. Mỗi lần nó mất tận 50 lực nên cố gắng đánh khoảng tầm 500k đam thì đánh nhiều. Còn nếu mà đam mà không nhiều lắm thì không nên ham hố quá nhiều. Và ghép với con tướng này sẽ khá là lâu nên phải kiên trì một tí á. Giờ sẽ đánh thử một chút nhé. Vẫn sử dụng cái bộ bài mạnh nhất của mình nhé, xong vào đánh thử nhé.
cái số lần đánh boss là vô hạn. Ví dụ bạn có thể đánh con thần kiếm nhiều lần miễn sao là nó không chết nhé, thì ta đánh thoải mái thôi. Nhưng mà thường mình đánh mỗi con boss một lần thôi. Còn tại vì sao mình đánh mỗi con boss một lần thôi thì lý do rất đơn giản một chút là lực mình không có nhiều. Bây giờ mình đánh mà bây giờ mình đánh thì tương đối vậy thì thôi mình cứ đánh mỗi con một lần. Ở đây ấy, cho vào đây đã. Cái này thôi cứ để tạm như vậy đi. Cái thời gian trong này bạn đánh từ từ nhé. Ngày xưa boss chết nhanh thì ghép vội, còn bây giờ boss chết chậm thì có tận 60 giây thì bạn cứ đánh từ từ thôi, đúng không nhỉ? Mà cái này cái lượng điểm nó phát như cái lượng Rubik nhận được sau mỗi trận đánh nó sẽ được nhiều hơn so với các chế độ khác một chút nhé. Tại các bạn đánh nó sẽ áp lực hơn thì nó được nhiều hơn. Lấy con cung chẳng hạn. Cứ cho đánh từ từ nhé. Thì mỗi một cái cửa vượt qua một ải nó sẽ cho bạn nhiều điểm với lại nhiều Rubik hơn. Ví dụ bạn thấy phát này cho phát 5 cục Rubik thôi. Điều mà bình thường sẽ rất là hiếm khi có. Mình sẽ ghép thêm với con hải tặc thôi. Mở thêm ô này. Ở đây lên con thợ rèn đi. Thì ghép lên con lính nhỏ này. Cứ cho đánh từ từ nhá, cái này cứ bình tĩnh đánh thôi. Ở đây mình đánh cái này nói thật là mình không quan tâm nhiều. Mình chỉ yếu đánh là ví dụ có 3 boss mình sẽ đánh mỗi con boss một lần. Để đầu tiên để mình mất có 150 lực thôi. Tại vì nó là mình đam mình không phải quá lớn. Tức là mình đánh ham hố cũng chả đánh được. Nhưng mà mình đánh vừa vừa thôi. Cái này có thể lấy thêm con đạo tặc lên con ninja để ghép lên con sát thủ lâm bàn, ghép lên con hải tặc này. Hải tặc nó ghép nó nhanh, thành ra mình ghép tạo con hải tặc. Còn bạn ghép con khác cũng được. Chẳng qua đây mình ghép con hải tặc vì nó nhanh thôi. Mình rất muốn ghép nhiều con khác nhưng thực tế mình ghép mình thấy là mình ghép không kịp. Và khi mình thấy ghép không kịp thì ghép con gì tiện tiện thôi. Hải tặc là tầm 4 sao đánh nó tương đối rồi. Đấy thợ rèn xuống đỡ phải ghép nhiều này. Cái này chưa đủ thì từ từ đã. Này lên tiếp con thuật sĩ này. Con này tiếp tục lấy cái này hết Rubik nhiều thì bạn lấy một cái mua thêm túi này để ghép cũng được. Để Rubik nó cho khá là nhiều. Nên ninja lên sát thủ đam bạc. Con này lên này con xạ thủ tiếp để ghép được con lính nhỏ này. Hiện tại đang thiếu Rubik nên chưa lên được con cung nhưng mà từ từ sẽ lên được. Cái này ghép tạo nên con đấu sĩ đi cũng được. Nói chung ngày xưa đánh boss áp lực lắm. Có những lúc mình quay video bạn đánh gần xong rồi nó chết boss. Bây giờ nó dễ hơn rất nhiều rồi. Thế điểm nó cho rất nhiều ghép các thứ cũng nhanh. Nên tiếp tục lên tiếp con thợ rèn tiếp đi. Lên này lính nhỏ tiếp, lên này hải tặc này. Này vẫn chưa đủ thì cung cứ lên tiếp xạ thủ đi, mình ghép thêm về hải tặc. Nên mình cứ ghép từ từ thôi. Điểm rất nhiều, làm mới thêm chút. Thời gian có nhiều bạn nên tận dụng hết thời gian đi. Không cần vội làm gì cả. Đấy tiếp con thợ rèn tiếp, lính nhỏ tiếp này. Thì thời gian cho bạn rất dư giả mà. Thì cứ bình tĩnh mà suy nghĩ mà ghép thôi. Nói chung là cái đội hình gì là tùy từng bạn ấy, bạn hợp con gì bạn chơi nhé. Mình chỉ lấy bừa con mình chơi thôi. Mình chơi thiên về cung mình ghép con hải tặc cho kịp thôi. Này có lính nhỏ 2 con rồi. Mình thử cho lên con vệ binh xem nào. Thử lên chiến binh du mục, lên lôi vương xem nào. Để ghép thêm một con hỗ trợ nữa nhưng mà không biết có kịp không. Sợ không kịp thôi. Mấy con này cứ để nguyên đi đã. Điểm rất nhiều nên thông thả một ghép thôi. Man nhân ra nhiều quá nhỉ. Đó, man nhân này đấu sĩ có rồi, chiến binh du mục có rồi thì man nhân hơi thừa mất đi thôi. Này có thêm xạ thủ tiếp mà lính nhỏ có 2 con rồi, lên tặng con liễu kiếm đi. Liễu kiếm này phải sau ghép con kia ra con khác nữa. Này hiện tại Rubik chắc chưa đủ để thêm ô, cho đánh tạm đấy. Thế ra đây con tu sĩ không cần lắm, vứt bớt đi. Lại ra tù sĩ tiếp. Ra thợ rèn thì cho lên thêm con lính nhỏ đi. Ở đây thiếu cung, vứt bước con này lấy cung xuống. Lấy cung xuống rồi lên tiếp thành xạ thủ tiếp. Lên con lính nhỏ tiếp. Đây mở thêm một ô nhé. Mở thêm một ô, cái này mua thêm được không, để mở mắc ô cũng được. Có lính nhỏ rồi, liễu kiếm đây rồi. Mình đang muốn kiếm thêm thương thủ xuống đây, thương thủ có rồi. Làm mới tiếp nào. Hiệp sĩ chắc không chơi nhé, nhiều quá không chơi kịp. Này lên tiếp sát thủ lam bạc, lên tiếp con hải tặc này. Để ghép chưa gì được gần hết hải tặc đúng không? Thợ rèn lấy xuống tiếp thì chưa ghép được cái gì đúng không nhỉ? Này lên tiếp thì con ninja tiếp. Truy tung giả lấy xuống cho vui thì lấy, không thì thôi. Ở đây tại con này chung là mình đang thiếu một tí. Ở chỗ này lấy tiếp con một con vệ binh đi. Này con vệ binh lên kỵ binh. Kỵ binh bây giờ lên tiếp thì cần thêm con nhạc trưởng, thì cần vệ binh mới tư tế. Con này sẵn rồi lên luôn tư tế đi. Còn vệ binh thì chắc là chờ tí nữa lấy tạo truy thông giả xuống. À không, hết điểm không? Thôi cho đánh luôn đi. Cái này có tổng cộng sẽ là ải số 10 sẽ là boss nhé. Mà đánh mà để ý cái số cửa nhé. Đến cửa 10 là boss.
Võ sĩ bỏ đi. Lại liếu kiếm à. Tinh linh bỏ bớt đi, cái này lên thêm con ninja đi. À, thật ra ninja cũng hơi nhiều rồi. Thuật sĩ lên sát thủ lam bạc, lên thêm hải tặc nữa. Này 17 Rubik là mở thêm ô, cái Rubik dư thì cứ để mua thêm túi lựa chọn cho nó dễ ghép đi. Ở đây chỗ này làm mới, tiếp sẵn ở đây cái thương thủ xuống ram được xuống gì đây, vừa kịp con vệ binh này. Ở lên được con nhạc trưởng, lên được con kẻ cai trị này. Giờ chủ yếu mình thiếu Rubik thì lên được thêm con chiến vương nữa, thiếu Rubik thôi. Từ từ Rubik sẽ đủ. Này mở xem ra được Rubik không? Không ra Rubik, đen quá. Rồi không sao, để vậy thôi, chờ tiếp thôi. Giờ điểm hết rồi cứ để vậy cho đánh tiếp nhé. Đang cửa 8, miễn sao mình ghép làm sao cho kịp được tương đối tướng là được. Mình sẽ không để kỳ vọng ghép đủ support các thứ linh tinh đâu, mình chỉ ghép thêm về cung thôi. Thêm về cung với một con hỗ trợ đi tiên phong thôi. Lại là tư tế tiếp, cái này Rubik vẫn chưa đủ, đang 5 Rubik, mình thiếu một Rubik nữa. Con ấy cẩn thận 6 Rubik cơ. Còn mình ghép con chiến vương cẩn thận 6 Rubik cơ. Như vậy ở đây thợ rèn này nữa, ở đây là vứt ở đây nữa, coi như là đủ thợ rèn không? À không, thiếu có thợ rèn nữa nhỉ. Như vậy cứ để vậy đã. Tư tế là vứt đi thôi, tư tế vứt đi thôi. Thương thủ lấy xuống này. Như vậy đây cần, nếu mà muốn full thì phải thêm một thợ rèn nữa. Nên thêm con thợ rèn. Ninja vậy cũng tương đối nhiều rồi, cứ từ từ đó. Lại ra vệ binh tiếp, vệ binh này con kia đủ rồi, vứt đi. Thời gian nó nhiều mà không cần vội, chứ boss bây giờ nó chết chậm. Đây thuật sĩ lên tiếp, sát thủ lâm bạc lên hải tặc tiếp này. Tương đối hải tặc rồi đấy. Lại có ninja tiếp rồi. Điểm sắp hết rồi đấy, cho đánh tiếp đi. Cứ đánh từ từ nhá. Ngày xưa đánh phải vội, tại vì các top đánh đam to, còn bây giờ đánh không cần vội nữa, bây giờ đánh từ từ nữa. Nó đã thoải mái thở giấc hơn rất nhiều rồi. Giờ đến boss rồi, ghép có kịp không đây? Giờ đến boss rồi, đây có 7 Rubik trở lên được con chiến vương, nhưng mà quan trọng là hết mẹ Rubik rồi. Căng nhất là vấn đề hết Rubik nhỉ. Hết Rubik thì mình không kịp mở ô rồi. Nếu trường hợp xấu không mở được ô thì phải đổi chiến thuật. Ở đây hiện tại xem cố sẽ có mở được ô không đó. Ở đây có túi chọn thì lên được thêm một con nữa này, sát thủ lam bạc này. Sát thủ lam bạc đây nếu mà lên thêm con cung nữa thì lên xạ thủ, lên được con lính nhỏ. Lính nhỏ ở đây thì mà lính nhỏ giờ thiếu Rubik, vấn đề giờ mình tìm ô Rubik nữa. Điểm ít quá sợ không đủ Rubik thôi. Lại ra thuật sĩ tiếp thì lại sát thủ lam bạc tiếp à. Các bạn đây vì không đủ Rubik nhỉ. Hơi tiếc một chút ở phát này demo là không đủ Rubik nhé. Ở phát này không đủ Rubik rồi. Như vậy đánh tầm này tướng thôi. Xem mấy con này ghép linh tinh là con gì, ví dụ con đồ tể xem có lên được cái gì không. Không lên được cái gì không? Các bạn Rubik không có không lên được. Thôi chơi vậy cũng được. Chơi vậy đánh là cũng tương đối rồi. Như vậy ở đây cũng có đôi 4 cho là 6 con cung, 6 con cùng con tiên phong. Các bạn phát này hơi hao Rubik một tí. Nên có những lần sẽ ghép đủ được, có lần không ghép đủ được. Lần nào demo chúng con nào chấp nhận thôi. Không biết có chủ hết được 30 giây còn lại không? Sợ khó ấy. Là cố gắng làm sao đánh sao nó có lệ thôi. Mình sẽ đánh mỗi con boss một lần. Đây sát thương được khoảng tầm 680 đúng không? 680k cơ bản cũng chấp nhận được. Thực ra bạn có thể chơi lầy lội đánh một con boss nhiều lần trong khoảng thời gian, nó có rất nhiều thời gian thôi. Nếu bạn có nhiều lực và đánh nhiều lần thì tăng cái lượng đam bạn có lên, tăng cái xếp hạng bạn lên cũng được. Nhưng mà tuy nhiên ở đây hàng tài nguyên mình có hạn, mình không chơi như thế. Mình cứ chơi mỗi con một tí thôi. Thì sang con này đánh thêm một chút nữa, đúng không? Tại vì bạn để ý là nếu bạn đánh mỗi con một phát ấy thì bạn sẽ có tất cả là 3 dương quà. Có thể cái dương quà có thể chỉ số nó khác nhau, tại vì có con đam to, con đam bé không? Nhưng nhất mình có 3 dương quà. Còn nếu bây giờ mình đánh dồn một con quá nhiều ấy, thì có thể chỉ có một dương quà. Nhưng nếu bạn quá nhiều tài nguyên đánh tất cả con đều nhiều lần thì quà bạn rất nhiều, vậy thôi. Đây nhận quà xong mà đánh tiếp nhé. Cái này các con tướng sẽ có sự cấm khác nhau nhé, bạn để ý đấy. Nhưng mà thường nó cấm từ 4-5 sao thôi, chứ còn những cái con cơ bản ít cấm. Mà thường con hải tặc như sẽ không bị cấm ấy sao. Thì ra bình thường mình hay ghép con hải tặc nhiều hơn. Nói chung cứ bình tĩnh mà ghép nhá. Xạ thủ này, thuật sĩ này, ninja sát thủ lam bạc này. Nói chung cứ bình tĩnh đánh thôi, mà cái này không may bạn chết thì vẫn được đánh tiếp nhé. Ví dụ bạn đang đánh cái cửa số 1 chẳng hạn, bạn thua thì vẫn được đánh tiếp cửa 2 bình thường nhé, chứ không ảnh hưởng nhiều đâu. Tất nhiên về mặt tổng thành tích sẽ bị thiệt thòi một tí, nhưng mà cơ bản vẫn đánh tiếp thôi, không phải lo cái kiểu không hoàn thành đâu. Đây là thợ rèn, đến lính nhỏ, đến hải tặc này. Cứ bình tĩnh đánh từ từ thôi. Chủ yếu mình ghép hải tặc là chính, còn những con khác là tiện mình ghép thôi, không tiện thì thôi, còn tiện thì ghép thôi.
Thợ rèn ưu tiên trước đi. Vệ binh ở đây chưa có gì lắm nhỉ. Lính nhỏ này. Ghép nhiều thành quen là nhớ luôn tướng ấy mà. Ninja này. Này, chủ yếu mình ghép ninja là chính nữa. Lên sát thủ lam bạc này, lên hải tặc tiếp rồi, hai con hải tặc này. Con này hiện tại đây chưa lên gì nhỉ. Điểm sắp hết rồi cho đánh tiếp đã. Lên tiếp ninja đi. Cái này có thể lên trước vệ binh trước. À không, vệ binh có rồi, cứ lên tiếp thợ rèn đi. Con kiếm sĩ là lấy xuống chưa làm gì nhỉ. Cái này mở thế, à chưa đủ mở ô nhỉ. Thôi cứ cho đánh tạm đi đã. Thế này cố ghép cho nó đủ tướng nhé. Và chưa bị hụt một ô. Lên tiếp thành ninja tiếp này. Đây có con xạ thủ xuống này. Thì cái này lên được con lính nhỏ này. Mở thêm ô này. Thương thủ xuống này. Và tương đối nhiều thợ rèn đấy. Vậy đây cơ bản tương đối rồi. Đây có 3 túi lựa chọn để lấy thêm pháp sư, lên thêm thuật, lên thêm con thuật sĩ đi. Để ghép con này nữa, ghép lên con hải tặc luôn cho nó gọn. Cái này thì hơi vướng nhỉ. Đó, lưu ý các bạn một chút là nó chỉ trừ cái lực của bạn khi bạn đánh thành công nhé. Tức là nếu giả sử bạn đánh chưa thành công thì bạn không mất lực đâu. Này lên tiếp thì con sát thủ lâm bạc tiếp này. Nhưng mà các bạn là vẫn chưa đủ tướng không? Này lên tiếp thành xem nào. Thôi cái này cứ cho lên tạo con à, lên tạo con tư tế trước đi. Lên con nhạc trưởng cho nó gọn đánh tí. Lính nhỏ tiếp, hải tặc tiếp. Nói chung ghép hải tặc sẽ nhanh hơn ghép với con khác. Ghép với con khác nó lâu lắm. Này ninja nhiều quá nhỉ. Cứ để tạp vậy đã. Nếu con sát thủ hiện tại nếu mình cố định ghép con kia thì cũng không cần thiết dùng con sát thủ lắm, vứt đi cũng được. Các bạn mình cũng không nằm trong lộ trình mình phải ghép. Đây phát này ghép một tên tiếp rồi, cái này 22 Rubik này, cái này cho rất nhiều Rubik nên thoải mái. Đây mua thêm túi lựa chọn được. Để vứt bớt tướng vào trong cho nó gọn tầm tí đi. Cái này lấy thêm tiếp, đây lấy được con thuật sĩ tiếp này. Thì lên tiếp là sát thủ lam bạc này. Chủ yếu bây giờ mình thiếu còn mấy con cung nữa. Cung không, mình thiếu cung rồi chính thôi. Lấy cung đi. Cung thủ này. Lính nhỏ tiếp về hải tặc tiếp này. Nói chung ghép hải tặc nó khá là nhàn. Này có một túi thì hơi ít nhỉ. Lại thợ rèn tiếp à. Rất sơ cua truy tung giả biết đâu vậy dùng. Liễu kiếm lấy xuống được đi cùng với vệ binh. Vậy bỏ bớt cái sát thủ đi. Cái này lên cố còn vệ binh thì lên liễu kiếm, lên kỵ binh, lên kẻ cai trị đi. Thì nó sẽ tương đối đội hình hơn, bỏ con cung này vào kích thêm tí hệ cung. Cơ bản hiện tại đã có đôi 4-6-8 tướng rồi đấy. Vấn đề giờ ghép cố sẽ có kịp không thôi. Các bạn sợ ghép không kịp thôi, vì đang cửa 9, cửa sau là boss rồi. Thì thường sẽ sợ ghép không kịp. Thuật sĩ tiếp sát thủ lam bạc tiếp, nhưng các bạn vẫn chưa đủ cung, chưa đủ cung. Là có thuật sĩ tiếp lại sát thủ lam bạc tiếp, cứ để sẵn thôi. Có kịp ghép hay không thì kệ nhé. Cái này mình không chắc được. Lại thợ rèn tiếp à, hơi khó nhỉ. Một cung. Cung nữa là xạ thủ đi, lên lính nhỏ tiếp đi. Đây là đôi 4 này, 5 hải tặc rồi, 6 hải tặc rồi. Cái này vẫn chưa kịp, cái này các bạn hay chưa kịp. Mà nó cần nhiều Rubik lắm, sợ cái này cũng không đủ. Này lên tiếp một con thuật sĩ này.
Lại sát thủ lăn bạc tiếp, các bạn lên vầy nhiều sát thủ lăn bạc quá rồi nhỉ. Đây còn đúng 2 slot nữa, không biết có lên kịp không, cho đánh tạm. Các bạn phát sau là boss rồi, như vậy chắc là con chiến vương chắc không đép kịp rồi. Giờ thử xem vận may đến đâu thôi. Để có vệ binh tiếp chắc không ghép kịp. Để truy tung giả ở đây, thợ rèn thứ ở đây. Nếu lên cố hải tặc thì cần thêm cung. Để có thể mình lấy cố cung này, có thể mua thêm túi lựa chọn để lên cố con cung đi. Thì sẽ cố thêm một con hải tặc nữa. Lính nhỏ đây là hải tặc đây. Như vậy đôi 4 này 6, 7 chắc là chơi như vậy đấy. Còn con tiếp theo chắc không ghép kịp. Tầm này ít điểm này thử vận may phát làm mới chắc không kịp đâu. Cái này lên là con man nhân này, mà có lên được quyền gia không là vấn đề ấy. Hoặc không thì nhảy sang chiến binh du mục thì cũng không lên kịp đấu sĩ không. Như vậy gần như không kịp rồi. Tầm này như vậy là thôi chấp nhận dừng vầy, chấp nhận đánh vầy đi. Các bạn là thế ghép không kịp nữa, hết Rubik rồi. Nói chung mình chỉ cần đánh là mỗi con điểm danh có lẽ lấy cái hộp quà về thôi, chủ yếu lấy vàng là chính thôi. Còn mảnh tướng chắc là lâu, mình không hy vọng lắm. Và nếu cái này vào được sát thương cao nhất cũng được thưởng riêng thêm nhé. Nhưng mà tuy nhiên cái đấy mình không ham hố được, cái đấy mình biết không đủ tầm để đánh cái đấy rồi. Mình không trụ hết được thời gian nữa. Đánh cái này cũng được khoảng tầm hơn 600k đam. Các bạn chơi cùng một tướng nên cái đam nó tương đối nhau. Thứ hai, hai con boss này level đều level 2 thì sẽ tương đối. Nhưng mà đánh con tiếp theo có thể sẽ được đam to hơn. Đấy con thứ ba ở đây mình thấy là level 1. Như vậy sẽ yếu hơn. Tức là cái con boss level yếu hơn thì máu nó ít hơn. Đấy, nhưng mà thủ chỉ số sẽ yếu hơn một tí, đánh sẽ dễ hơn. Này con cấm lại con cấm con khác nhé, nó không ảnh hưởng đến con mình ghép. Con này cố gắng thành tích nó cao hơn nè, nhận thêm chút lực ở bên ngoài nè. Mỗi lần tiêu 50 lực nhá, chú ý mỗi lần tiêu 50 lực đấy. Thành ra nếu mà đam bạn tương đối to để bạn nhận thưởng tương đối một chút ấy, thì bạn đánh sẽ lợi. Nhưng nếu đam bạn quá bé thì bạn không nên ham hố nhiều. Nó tùy xem đam bạn đủ to hay không. Đấy tí vũ sư lên thêm con pháp vương cũng được. Nói chung nó cho tương đối nhiều điểm đánh cũng dễ thôi. Này chiến vương thì hơi ngại ghép nhỉ. Nó cứ để vầy trước đi. À, này lên con ninja đi. Mình lấy con vũ sư là mình đi lên thêm con pháp vương đấy, nhưng mà không biết có kịp không. Lên là lính nhỏ đấy. Để lên tiếp xạ thủ tiếp đi. Quyền gia man nhân không biết có nên lên không. Tôi lên con man nhân trước sẽ cơ động cho nhiều con thôi. Để lên con nhà địa lý nhé. Này lên con thuật sĩ, lên con sát thủ, lên con hải tặc này. Sáu Rubik rồi mở thêm được MO này. Có cần thêm con nhà lý không? Thôi lấy một con nhà lý thôi. Đây có luôn chiến binh du mục lấy xuống cũng được. Thuật sĩ lên tiếp này. À, lên con quan pháp sư đi. Chiến binh du mục vứt vào này. Này lên tiếp con quyền gia chứ. Lên quyền gia đi. Lên con đấu sĩ đi. Lên thành con lôi vương đi. Chỉ sợ may thiếu Rubik thôi thì con chiến vương tốn nhiều Rubik quá. Sợ may thiếu. Các bạn nó chỉ có 10 cửa nên sợ Rubik nó không đủ. Nó rơi rất nhiều Rubik nhưng thỉnh thoảng vẫn thiếu. Các bạn ghép nhiều con nó hay thiếu lắm. Nói chung tập trung ghép hải tặc sẽ được nhiều con hơn. Nhưng nếu mình ghép thử như vậy sườn giáp xuất nó sẽ bị hụt. Thợ rèn tiếp, lính nhỏ tiếp này. Thuật sĩ tiếp này. Ninja tiếp này, sát thủ lâm bạc này, hải tặc tiếp này. Ghép hải tặc rất là nhanh nhưng ghép với con kia vào nó hay bị dối. Ở đây nếu một lên tiếp giờ chắc phải lên con truy tung giả, lên này con siêu năng lực thì có cơ hội ghép được. Sẽ cần thêm nhiều pháp sư với lại sát thủ đạo tặc. Bây giờ nếu cái này lên đây như vậy thì xem nào. Đây có thể lấy thương thủ lên thợ rèn. Có thể lên tiếp một con nữa, lên thương thủ lên thợ rèn, lên lính nhỏ lên được con hải tặc luôn.
Cứ bình tĩnh mà ghép thôi nhé, không phải vội. Này hết điểm cho đánh tạm đó. Các bạn đang cửa 6 mất rồi, sợ không đủ điểm thôi. Mặc dù mỗi lần rơi tận 5 Rubik hơi căng đấy. Này mua thêm ô này. Này đang thiếu thuật sĩ tí nhỉ. Này để đây phòng lên tư tế. Để có thể bỏ bước con tinh linh đi. Đây con này man nhân ghép tiếp thành con đấy. Giờ có lôi vương rồi, lôi vương rồi thì thôi không? Mấy con kia không liên quan lắm. Bỏ bớt võ sĩ đi. Truy tung giả, truy tung giả đấy cũng hơi thừa nhỉ. Vũ sư cũng thừa. Có một mỗi một cái bí kíp như vậy là cũng chưa được cái gì lắm. Rồi cứ cho đánh tạm đi đã. Mình đang muốn mở cho Bắc Ô cơ, nhưng mà Bắc Ô hơi căng. Mở về Bắc Ô cho truy tung giả đứng đây đi, cho sát thủ ở trong đi đã này. Giờ thế này có con vệ binh lấy xuống thì có vệ binh ở đây thì lên có gì không? Cũng chả lên được có gì không? Bây giờ vệ binh muốn lên thì lên tư tế ở nhà xưởng cái này chắc là lên cố thôi. Rồi đây quyền ra thế thì không liên quan lắm rồi, làm mới tí đi đã. Lại được sát thủ tiếp à, bỏ bước con tinh linh thì ra. Như vậy ở đây chắc là lên tạm con tư tế đi. Tư tế lên nhạc trưởng như thế này. Thì lên tiếp con kỵ binh nữa, vệ binh với liễu kiếm. Vệ binh liễu kiếm thì thử ra mừng nữa. Bằng ninja. Thế nên tiếp lại ra ninja tiếp hơi phiền nhỉ. Thôi có thể tạm ninja đó. À đây liễu kiếm đây rồi này. Giờ thiếu con vệ binh nữa. Mà điểm lại sắp hết nữa kìa. Có liễu kiếm rồi, kiếm đâu có vệ binh rồi nhỉ. Bỏ bớt con này đi, lấy kiếm con vệ binh xuống rồi. Bằng thợ rèn ấy. Nếu có thợ rèn thì bỏ bớt con này lấy con cung đi. Cung thì chưa có. Dùng Rubik mua thêm một con cung đi. Thì lên thêm một con ấy nữa thì xem nào. Ở cứ mua con lính nhỏ trước đi. Chỗ này hơi do dự tí. Các bạn nhất mình chưa đủ thuật sĩ. Giờ có thương thủ rồi thì chưa có cung nhỉ. Để lên tiếp thành con ninja cứ để vậy hay bỏ bước con này đi. Ninja nhiều rồi. Giờ mua thêm túi lựa chọn này lên con đấy nhá. À túi lựa chọn phát này chưa mua được. Tức là kiểu phải cách một cửa mới mua được một lần. Cái này chỉ có lính nhỏ thôi. Các bạn mình vẫn chưa nâng được lên cái con này lên con pháp vương. Bây giờ sắp đến cửa 9 rồi. Như vậy tỷ lệ cao là sẽ không ghép kịp. Ham thêm một con nữa thì sẽ không ghép kịp với cổ chứ. Cái này lên tiếp con sát thủ ấy này. Mà ghép không kịp với khổ ấy. Mua túi lựa chọn đây thì lên là con liễu kiếm này. À đâu con này có liễu kiếm rồi không? Bây giờ lên con ấy chứ. Liễu kiếm bây giờ lên con vệ binh. Này lấy con này lên vệ binh thì lên được kỵ binh thì lên được kẻ cai trị, lên được chiến vương này. Các bạn là chưa ghép kịp với con sau mới là vấn đề. Vũ nữ ở đây giờ cũng không liên quan lắm. Hay lên con thợ săn tạm cho vũ nữ được. Đây giải quyết tạm cho nó có tướng thôi. Con này giờ lên tiếp giờ cần thêm con thuật sĩ. Thuật sĩ không lên kịp với nhục chứ. Ở đây có 3 túi lựa chọn cơ. Thế thì lên được con thuật sĩ này. Chắc là ưu tiên lên hải tặc thôi. Tầm này lên ưu tiên lên hải tặc thôi. Còn giờ cái con pháp sư là hơi khó nhá. Giờ lên tiếp là mấy con pháp sư là hơi khó đấy. Lên được miêu phù thủy, lên được đại pháp sư. Nhưng mà rất khó lên thêm con nữa. Đang có mấy con cung thì hơi căng nhỉ. Này lấy xuống không đủ điểm rồi. Giờ sao kiếm được 2 con. Ở đây có thuật sĩ. Ở đây vứt đi con ninja đi. Lên con thuật sĩ đây là kịp này, kịp đấy. Này lên được con băng ma, không đủ Rubik. Đậu phòng có thiếu 2 Rubik, nhỏ thế nhở. Thiếu 2 Rubik nữa là ghép được con pháp vương. Xùi thế không biết được. Phát này đen rồi, phát này giờ có làm mới không được gì không. Giờ vứt hết cái điểm này đi cũng không được. Thôi chấp nhận đánh vậy thôi. Hơi tiếc một chút là mình thiếu mất 2 Rubik. 2 Rubik nữa thôi là mình ghép được lên con pháp vương rồi đây. Nhưng không sao, đội hình này đánh khá là mạnh rồi. Tại vì các bạn đây đánh con này level 1 mà. Nó level 1 thì đánh tương đối rồi. Và khi mà đánh với con boss là con gì nhá, thì xác suất bạn ra được mảnh con đó nhé. Tất nhiên ra là cả mảnh con khác nữa, nhưng sẽ thiên về con đó hơn một chút nhé. Boss level 1 thì mình vẫn đang trụ được, bạn thấy không? Đội hình mình vẫn chưa chết. Tại vì căn bản là lên boss level 1 sẽ yếu hơn nữa. Đấy, phát này chắc mình trụ hết thời gian, phát này đam thử sẽ to hơn. Đam thử sẽ to hơn. Và mấy con kia level 2 đánh hơi đuối. Đấy, phát này đam to hơn này. Đam này, không, thực ra cũng chả to hơn mấy nhỉ, cũng chỉ khoảng tầm 600k. Nhưng mà trụ lâu hơn. Ok, đấy không quan trọng đâu. Và khi nào mà kết thúc con boss ấy, thì
thì hai chính xác hơn tầm khoảng kết thúc con boss ấy, thời gian kết thúc mới hiện ra dương quà nhé. Còn bây giờ đang trong thời gian đánh thì vẫn đang tổng kết xếp hạng ấy, thì cơ bản nó sẽ chưa hiện ra cái dương quà ở đây đâu, nó chỉ hiện ra khi đánh khoảng không lúc nào bạn chờ bao giờ ra boss mới bạn vào và nhận quà cũng được, chứ không nhất thiết phải nhận luôn nhé. Rồi ok, như vậy đánh sơ qua bạn ba con boss trong đợt mình tiện quay video nhé. Và khi mà đánh phải để ý một chút đấy thì con boss sẽ có cái mảnh ở trong này, ở phía dưới bạn thấy có một số con này đúng không? Ví dụ đây, ví dụ con nãy mình vừa đánh ở đây là con, ví dụ như nãy con đánh con thần kiếm không? Thì con thần kiếm này bạn thấy là mỗi con boss đặc biệt nó sẽ cần 15 cái mảnh thì mới thể ghép thành một con. Như vậy nãy bây giờ con nãy giờ ví dụ con thần kiếm này mình có mỗi 4 mảnh nữa, mình sẽ cần thêm 11 mảnh nữa ghép lên một con. Và đấy một con là đấy level đầu tiên nhé. Còn nếu mà muốn nâng lên level cao hơn nữa thì cần rất nhiều con. Nên thì ra cái này ấy, đánh nhiều khi đánh để kiếm vàng, kiếm thêm tài nguyên là chính thôi, chứ còn để ghép mấy con tướng này mình sẽ không hy vọng nhiều. Tại vì những con tướng này nâng cấp cực kỳ khó. Còn tất nhiên thường nó khó thường sẽ mạnh hơn, nhưng tuy nhiên cái thời gian mất để nâng cấp nó quá lâu ấy, nên thành ra đánh cho nó vui thôi, chứ mình sẽ không kỳ vọng quá nhiều những con này nhé. Đấy, nói chung là mỗi con đều mất 15 mảnh và có rất nhiều boss khác nhau nhé. Còn những cái phần thưởng nó chui ở trong túi đồ này thì bạn vào chỗ khác này, nó sẽ có cái mảnh thưởng này không? Đây này, những cái hộp quà màu đỏ, màu xanh này hay là màu xanh này hay các thứ màu khác nhau ấy, có cả màu tím thứ linh tinh tùy đợt thôi, tùy sát thương nữa. Và em nó có thưởng sẽ có hai hộp quà, một hộp màu này với một cái hộp chung chung này. Rồi mở cái này sẽ mở thử cho bạn xem nhé. Đây bạn thấy phát này mở đây này. Cái linh thạch này là linh thạch kỳ lân là của con đặc biệt. Này đợt mình đánh con kỳ lân. Hôm nay không đánh con kỳ lân nhưng mấy hôm trước mình đánh. Đó, thì còn đây một số linh thạch là những con linh thạch bình thường. Và đây là linh thạch đặc biệt ở ngoài cùng không? Có một con, tất nhiên chỉ random thôi nhé, không phải lúc nào cũng ra đâu. Tất nhiên là cái hộp càng cao xuất ra càng nhiều và càng nhiều mảnh. Phát này bạn thấy này, phát này mở không ra con nào liên quan đến boss đặc biệt nhé. Hộp này cũng mở nhé. Hộp này thì ra vàng với kim cương này. Hộp này mở tiếp nào. Cũng vàng với kim cương không? Thường một hộp sẽ ra tướng, một hộp sẽ ra vật phẩm. Hộp này đây cũng không ra con gì liên quan. Cái hộp mà càng xịn ấy thì xác suất ra càng cao nhé. Cái này chỉ ra vàng với kim cương thôi. Đấy, nói chung nó chỉ là cái tỷ lệ nhất định nhé. Nên ra cũng hên xui nhiều lắm. Bạn nào hên thì mở ra nhiều, đen thì ít thôi. Thế đấy một số cái chia sẻ bạn một chút về boss nhé. Nói chung chỉ lưu ý bạn chút về cái vấn đề giờ giấc không nhỉ? Là boss diễn ra vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 là lúc 22 giờ. Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật sẽ diễn ra lúc 10 giờ và 17 giờ. Còn riêng ngày thứ 7 sẽ diễn ra 3 khung giờ là 10 giờ, 17 giờ và 22 giờ. Thì bạn chú ý giờ đấy đánh boss. Cái thứ hai là đánh thì cứ thông thả mà đánh thôi. Ngày xưa boss chết nhanh thì đánh vội, còn bây giờ boss nó chết chậm thì cứ thông thả mà đánh. Và đánh thì chọn đội hình nào mạnh nhất mà đánh thôi, nhưng phải căn xem là chỉ có 10 cửa đấy, bạn phải đánh thử xem là bạn ghép có kịp hay không, đúng không nhỉ? Chứ còn nhiều khi bạn ghép không kịp thì nó có mạnh mấy mà bạn ghép không kịp thì cũng không giải quyết được gì. Thứ hai là chú ý cái con tướng bị cấm nhé. Để đôi khi có thể con tướng bị cấm lại nằm trong cái con liên quan đến con bạn ghép thì bạn sẽ không ghép được. Để phải chú ý vấn đề thôi. Và đánh thì xác định sát thương phải tương đối tí, trên 500k đam thì hãng đánh. Còn nếu mà sát thương bé quá đánh điểm danh thôi. Nếu bạn không có nhiều tài nguyên mà đánh vui vui đánh như mình là mỗi con boss đánh một lần cho nó có. Còn nếu bạn đam đủ to, bạn dồn đam, bạn đua top thì bạn đua. Còn đây tại đam mình quá bé chỉ đánh mỗi con một cái để lấy tí hộp quà tăng thêm tài nguyên thôi. Cũng giúp mình kiếm được khá khá vàng đấy, đúng không nhỉ? Thì mình mong những cái chia sẻ vừa rồi sẽ là cái gì đó hữu ích cho bạn trong quá trình bạn chơi game Acronatatic nhé. Ngoài ra có thêm gì đó góp ý thêm thì các bạn có thể bình luận comment thêm dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ sẽ kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào nhé.